Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của đài CBN TV trên băng tần 18.14. Và sau đây là phần tin Việt Nam cộng đồng, mở đầu với xứ ngôn viên Quang Nhật. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của tin Việt Nam và cộng đồng là tin buổi điều trần quan trọng vào ngày 8 tháng 8 quyết định tương lai dự luật SB 895 tại Hạ viện California. Theo tin từ Garden Grove, California, Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn vừa nhận được thông báo cho biết dự luật SB 895 sẽ được Ủy ban chuẩn chi Hạ viện California xem xét vào lúc 9 giờ sáng thứ Tư, ngày 8 tháng 8 năm 2018. Ủy ban chuẩn chi Hạ viện bao gồm 17 thành viên sẽ xem xét thành lập chương trình giảng dạy liên quan đến hậu chiến tranh Việt Nam và kinh nghiệm của người tị nạn Việt Nam về hành trình đi tìm tự do. Sự chuẩn thuận của Ủy ban chuẩn chi Hạ viện rất cần thiết và quan trọng cho sự tồn tại của dự luật SB 895. Khi dự luật này được chuyển sang Hạ viện để bỏ phiếu trong phiên họp khoáng đại Hạ viện, Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn nói, vì sự quan trọng của dự luật, chúng ta cần phải tham gia đông hơn những buổi điều trần trước đây để nói lên tiếng nói mạnh mẽ của người Việt chúng ta nhằm ủng hộ dự luật SB 895. Dù chúng ta gặp phải bất cứ trở ngại nào, dù đường xá xa xôi cực nhọc hay thời gian eo hẹp, chúng ta sẽ không nản chí hay lùi bước. Chúng ta sẽ có mặt tại thủ phủ Sacramento để tiếng nói người Việt phải được lắng nghe. Theo Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, hiện tại chúng ta chỉ có hơn 14.000 chữ ký vào bản kiến nghị ủng hộ dự luật SB 895. Tôi mong rằng cuộc vận động này sẽ chứng minh sức mạnh cộng đồng Việt Nam khắp nơi với ít nhất là 18.000 chữ ký trong buổi điều trần. Nếu quý đồng hương nào không tham gia được tại thủ phủ Sacramento, xin vào trang mạng www.bảovecộngdong.com để ký tên vào bản kiến nghị ủng hộ dự luật SB 895. Thời hạn chót ký tên là thứ Ba ngày 7 tháng 8 lúc 5 giờ chiều. Riêng quý vị đồng hương có thể đến tham dự buổi điều trần ngày 8 tháng 8, xin có mặt tại phòng 4202 Quốc hội tiểu bang California vào lúc 8 giờ sáng để có thời gian chuẩn bị và phải đi qua cửa xét an ninh của Quốc hội. Quý cơ quan truyền thông tham dự phải có giấy phép chấp thuận trước của Quốc hội. Xin vui lòng liên lạc cô Jacqueline Trình Ôm, điện thoại 714-741-1034 hoặc email jacqueline.om@sen.cali.gov để biết thêm chi tiết. Một bản tin của Đài Voa cho biết Việt Nam sắp đào tạo thạc sĩ chống tham nhũng. Trường Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố thành lập chương trình đào tạo thạc sĩ luật về quản trị nhà nước và phòng chống tham nhũng bắt đầu từ năm học 2018-2019. Lễ công bố có sự tham dự của bà Kate Moran là đại sứ Cộng hòa Ireland tại Việt Nam, ông Steph Lissack, đại diện lâm thời Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam, nhiều giới chức từ Ban Nội chính Trung ương và Thanh tra Chính phủ Việt Nam. Trong buổi lễ, Phó Giáo sư Nguyễn Thị Quế Anh nói rằng việc đào tạo nhân lực là rất quan trọng đối với công tác chống tham nhũng. Như vậy, khoa luật của Đại học Quốc gia Hà Nội là nơi đầu tiên tại Việt Nam giảng dạy và nghiên cứu về phòng chống tham nhũng một cách có hệ thống. Chương trình thạc sĩ kéo dài 2 năm dành cho những cử nhân có bằng luật hoặc các ngành liên quan đến quản lý nhà nước. Nữ đại sứ Kate Moran của Đảng Cộng hòa Ireland cam kết rằng đây sẽ là một chương trình trọng tâm của sự hợp tác giữa Ireland và Việt Nam. Được biết, vào năm 2009, Thủ tướng Việt Nam, khi đó là ông Nguyễn Tấn Dũng, đã đưa ra chỉ thị đưa vấn đề chống tham nhũng vào chương trình giảng dạy tại trường đại học. Đến nay, chỉ thị này mới được thi hành, trong khi chính phủ của ông Dũng đã để lại những dấu ấn tham nhũng nặng nề nhất ở Việt Nam. Và cũng tin liên quan từ Việt Nam, thủy điện ở các tỉnh miền Bắc đồng loạt xả lũ. Ba nhà máy thủy điện Sơn La, Hòa Bình và Tuyên Quang đã đồng loạt xả lũ vào ngày hôm qua. Lý do là lượng nước trong các hồ Sơn La và Hòa Bình cao hơn lưu lượng xả, trong khi ở hồ Tuyên Quang cho tới nay không xả. Cơ quan phòng chống bão lụt của Việt Nam cũng lên tiếng cảnh báo lũ lụt và lở đất có thể xảy ra tại các 9 tỉnh phía Bắc là Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang và Bắc Cạn. Theo số liệu thống kê, trong 7 tháng đầu năm nay, thiên tai ở Việt Nam đã khiến 112 người chết và mất tích, 81 người bị thương, gần 930 ngôi nhà bị đổ sập, 27.800 nhà bị hư hại, tốc mái, di dời khẩn cấp và gần 20.000 nhà bị ngập nước.
diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại là 182.000 hecta, hơn 13.400 hecta cây nông nghiệp và cây ăn quả bị thiệt hại, gãy đổ, 21.600 con gia súc và 227.000 con gia cầm bị chết, hơn 8.300 hecta thủy sản bị ngập úng. Ngay tại huyện Chương Mỹ thuộc thủ đô Hà Nội, tình trạng ngập lụt vẫn diễn ra và kéo dài. Người dân Hà Nội đang bất bình vì chính quyền phủ nhận có vụ vỡ đê trong một thời gian dài, và chính quyền cũng không thông báo về chỗ vỡ đê, năm ngoái có được sửa hay không. Một bản tin khác của Việt Nam cho biết, Quốc hội chưa cho ý kiến về luật đặc khu. Dự luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt hay còn gọi là dự luật đặc khu không có trong những nội dung vào kỳ họp Quốc hội thứ 26 bắt đầu diễn ra vào hôm nay. Trước đó, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng cho biết rằng dự luật này cần được xem xét lại. Nội dung này vẫn còn nằm trong chương trình họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm thứ Bảy. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, thời điểm Quốc hội xem xét dự luật nói trên vẫn còn chờ vào kết quả tiếp thu ý kiến của người dân. Ông Phúc cũng nói rằng, dự luật đang trong thời gian chỉnh sửa và hoàn thiện trong khoảng 2 tháng. Được biết, người dân trong nước đã phản đối dự luật đặc khu một cách kịch liệt, đặc biệt là đối với điều kiện cho người nước ngoài thuê đất đến 99 năm. Đa số người dân cho rằng, điều kiện này sẽ tiếp tay cho nhà đầu tư Trung Quốc chiếm đất Việt Nam. Trong hai ngày 10 và 11 tháng 6 vừa qua, hàng chục ngàn người đã xuống đường biểu tình tại các thành phố trên cả nước để phản đối dự luật đặc khu. Trước sự phản đối kịch liệt này, Quốc hội Việt Nam đã phải tạm hoãn việc thông qua dự luật đặc khu sang kỳ họp thứ 6. Kính thưa quý vị, và bản tin cuối cùng trong phần tin Việt Nam và cộng đồng là tin hơn 1.000 người ký tên kêu gọi Hoa Kỳ trục xuất giám đốc công ty tiền ảo Sky Mining. Đến nay đã có hơn 1.000 người ký vào một thỉnh nguyện thư trên mạng yêu cầu Hoa Kỳ trục xuất ông Lê Minh Tâm, tổng giám đốc công ty đào tiền ảo Sky Mining, người đăng tải tình nguyện thư lên trang mạng Gen.org, được nêu tên là Đoàn Ngọc Anh. Thư được gửi tới Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, chính quyền tiểu bang Georgia, nữ dân biểu Stacey Abrams của tiểu bang Georgia và chính quyền tiểu bang California. Nội dung thư cho biết, ông Lê Minh Tâm thành lập công ty Sky Mining, thu hút được 5.000 nhà đầu tư mua máy đào Bitcoin và hứa chia lợi nhuận, nhưng cuối cùng ông này được cho là đã bỏ trốn với hơn 30 triệu Mỹ Kim. Thỉnh nguyện thư còn cho biết, những nhà đầu tư bị ông Tâm lừa không chỉ ở Việt Nam mà còn ở Nhật Bản và châu Phi. Thư cho biết ông Tâm đã mua nhà ở San Jose, California và đang sống ở Atlanta, Georgia. Theo thông tin từ phía cảnh sát Sài Gòn, ông Tâm đã xuất cảnh hôm 22 tháng 7 từ phi trường Tân Sơn Nhất đi Doha, Qatar và hiện vẫn chưa rõ ông Tâm đang ở đâu. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã chấm dứt phần tin tức ngày hôm nay của đài CBN. Quang Nhật và Băng Châu kính chúc quý vị một ngày thật tươi đẹp và bình an và ước mong quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những chương trình khác đầy hấp dẫn của đài CBN TV. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào tạm biệt.